Hello, xin chào anh chị, lại là em Tâm đây, em Tâm chuyên viên tư vấn bất động sản khu vực Nha Trang Khánh Hòa. Chào mừng quý anh chị đã đến với kênh YouTube Nha Trang Nhà Đất của Tâm. Chiều hôm nay em đang ở tại thực địa ngay mặt tiền đường Cầu Bè của xã Vĩnh Thạnh, thuộc thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang anh chị. Từ vị trí căn nhà này á, mà cách ra ngay đường 23 tháng 10 á, là tầm khoảng, từ đây cách ra đường 23 tháng 10 là tầm khoảng 700-800 mét gì anh chị. Và cách ra ngay chợ Vĩnh Ngọc á, là tầm khoảng 250-300 mét gì đó thôi, rất là gần. Mặt tiền đường Cầu Bè hiện tại là rộng khoảng 8 mét, và sau này quy hoạch rộng 13 mét. Và đây là căn nhà phía sau lưng em ngày hôm nay muốn giới thiệu tới quý anh chị. Tổng diện tích là 119 mét vuông, có 30 mét vuông thổ cư, còn lại là đất trồng cây lâu năm. Ngang mặt tiền đường 10 mét, và hơi tốc hậu phía sau 5 mét 3 thôi, nhưng mà được cái là bù lại ngang mặt tiền đường 10 mét rất là đẹp, vừa ở vừa kinh doanh rất là thuận tiện luôn. Với giá bán là 2 tỷ 300 triệu cho căn nhà này, phép lý sổ hồng đầy đủ anh chị. Đó, hướng Tây Nam. Để anh chị hình dung thêm á, thì em sẽ quay căn nhà và tí em sẽ chụp thêm vài hình ảnh lên cam trên cao á, để anh chị hình dung thêm được dễ nha. Đây anh chị, hiện tại là em đang ở ngay mặt tiền đường Cầu Bè. Hôm nay là căn nhà, đây là em muốn giới thiệu tới quý anh chị. Ngang 10 mét, căn này thì nó hơi tấp hậu phía sau là khoảng 5m3 anh chị à, nhưng mà được cái mặt tiền là ngang 10 mét như này rất là đẹp. Đó, ngang 10 mét, tổng diện tích là 119 mét vuông, quy đường hiện trạng là đường Cầu Bè 8 mét, và sau này quy hoạch mở rộng là 13 mét anh chị. Quy hoạch vào là mình mất 42 mét là còn lại diện tích thực tế là 76,9 mét vuông. Hướng Tây Nam, hướng này là về cách khoảng 200 mét là đụng đường Lương Đình Cũ, và khoảng tầm 250 mét đó là ra tới ngay chợ Vĩnh Ngọc, cách chợ Vĩnh Ngọc tầm 250 mét thôi. Còn này là ra đường 23 tháng 10 là tầm 700 mét anh chị. Tầm 700 mét. Rồi, đây là vị trí căn nhà hôm nay muốn giới thiệu cho quý anh chị. À, thì em xin nói trước là ở đây cách mấy căn nhà thì phía trước đây là có mấy cái mộ nè. Mấy cái mộ xíu xíu bên hông này thì tương lai là nhà nước sẽ di dời, bởi vì người ta sẽ không, nhà nước sẽ không để cho mộ nằm trong khu dân cư anh chị. Đó, tương lai mấy cái mộ này sẽ được di dời đi, anh chị yên tâm. Ở đây là mình vừa ở vừa có thể kinh doanh buôn bán được, rất là sầm út. Nguồn gốc thì trước đây căn nhà này, trước đây là bán phở anh chị. Đó, có cái sân bán phở. Còn bên đây là quán cà phê Milano, vậy nên là kinh doanh buôn bán rất là tuyệt vời luôn. Đó, phía trước đây là có vài căn mộ phía trước đây. Địa chỉ là 82 Cầu Bè. Nhà là phía trong nhà là có kết cấu là một phòng ngủ ở dưới, và ở trên là thiết kế một cái lửng nhỏ là để thờ. Đối với căn nhà này là anh chị có thể là ở luôn, hoặc là mình thích sửa lại phù hợp để mình vừa ở vừa kinh doanh cũng đều rất là tuyệt vời. Đây, em sẽ đi lên lửng trước. Lửng này thì lửng bằng sàn gỗ thôi anh chị à, lửng tạm thôi chứ không phải là lửng đúc gì đâu. Đó, lót gỗ tạm thôi, đó, để ở hoặc là để thờ. Hướng Tây Nam. Đây là cửa sổ ban công phía hông. Bên mình là có cái vườn cây khế trái rất là đẹp. Đó. Này là vừa ở vừa có thể kinh doanh luôn. Với giá 2 tỷ 3, 119 mét vuông, trừ quy hoạch là còn 76,9 mét, thì em chia ra là giá 29 triệu. Với tầm tài chính 2 tỷ 3 cho quý cô chú anh chị nào vừa thích ở một cái căn nhà mặt tiền, vừa kinh doanh mua bán thì cũng rất là tuyệt vời. Tuy nhiên căn nhà này nó có một cái lỗi tấp hậu nhưng không đáng kể anh chị à, bởi vì nó được bù lại cho mình cái là ngang mặt tiền được 10 mét rất là đẹp, thuận tiện kinh doanh mua bán. Đối với căn nhà này nè, anh chị nào mà có ô tô á, thì mình có thể là sửa cái cửa cổng ở phía bên này nè anh chị. Đó, mình sửa cái cửa cổng ở phía này là để ô tô vào, bởi vì hiện tại là cổng nằm bên phía này. Nhưng mà nếu mà mình sửa cổng ở phía này á, là ô tô đây, ô tô có thể đi vào được anh chị. Đó, ô tô đi vào được phía trong. Đây là mình có một cây sòi, trên đó có một cây sòi và cây khế rất là sai trái. Đó. Ở dưới đây là có một phòng ngủ nhỏ. Trong phòng ngủ là có máy lạnh luôn anh chị. Đây. Đó, trong phòng ngủ là có máy lạnh luôn. Đây là phòng ngủ nhỏ phía dưới, đã được thiết kế máy lạnh hết rồi. Rồi, phía dưới đây là không gian nhà bếp.
Không gian nhà bếp rộng thế này là bởi vì trước đây em có nói với anh chị là trước đây là nhà này bán phở, cho nên là thiết kế nhà bếp hơi rộng để có thể là tiện cho việc nấu nướng rồi luôn. Đây là máy nước nóng, toilet có máy nước nóng, máy nước nóng phía dưới. Rồi, bên hông đây là cái cửa để ra cái sân đó anh chị ạ. Đó, để em mở cho anh chị xem. Nó căn nhà này thì nó hơi thấp hậu phía sau là 5m3, nhưng mà được được bù cái là cái mặt tiền nè anh chị. Mặt tiền ngang 10m thì cũng rất là phù hợp để kinh doanh mua bán, rất là thuận tiện. Bởi vì giờ tầm tài chính 2 tỷ 3 mà kiếm cái nhà, một cái nhà mặt tiền vừa ở vừa kinh doanh thì cũng đây là một là lựa chọn rất là lý tưởng. Hướng Tây Nam. Đó, rất là đẹp. Tại vì anh chị cũng biết á, đối với nhà mặt tiền đường chính như thế này á mà nó hơi tốc hậu 5,3 nhưng mà bù lại mặt tiền ngang 10m á, cho nên là nhìn căn nhà nó rất là thông thoáng, mình có thể là kinh doanh mua bán. Thì trước đây giống như em có nói, trước đây căn nhà này nguồn gốc là trước đây bán phở anh chị à. Đó, trước đây bán phở. Rất là đẹp, xét bên quán Milano cà phê rất là nhộn nhịp sầm uất. Đây. Rất là đẹp. Đó, để em đi ra phía trước đây cho anh chị xem xung quanh. Xung quanh đây thì hồi nãy em mới nói anh chị thấy phía trước á, mình có vài cái mộ thôi. Nhưng mà khu vực này nè, anh chị thấy rất là sầm uất nè. Kinh doanh buôn bán rất là tuyệt vời luôn. Đó, bên đây là quán cà phê Milano. Gần đây là những cửa hàng kinh doanh buôn bán nhộn nhịp đó anh chị. Đó, anh chị thấy không? Rất là nhộn nhịp. Đó, xung quanh đây. Xe cộ rất là tấp nập luôn. Đường này hiện trạng là đường 8m. Rất là đẹp luôn. Đây anh chị, hiện tại là em đang bay ở độ cao khoảng tầm 70m. Và đây là hướng mặt tiền đường Cầu Bè. Hướng này là đi ra đường 23 tháng 10. Khu vực xung quanh là khu dân cư rất là nhộn nhịp, sầm uất. Hầu như hai bên đường là mặt tiền là kinh doanh, nhộn nhịp. Đó, anh chị thấy xung quanh là rất là nhộn nhịp, nhà cửa rất là đông luôn. Từ đây ra đường 23 tháng 10 tầm 800m anh chị à. Đó, hai bên nhà cửa rất là nhiều, rất là nhộn nhịp. Hầu như quỹ đất trống mà mặt tiền đường Cầu Bè này là còn rất là ít anh chị. Đó, nhộn nhịp, xe cộ chạy rất là đông. Hai bên là có nhiều hàng quán nè. Đó, đây là Cầu Bè, sông Bà Vệ. Rồi từ đây là ra đường 23/10 là chỉ còn vài trăm mét thôi anh chị. Hai bên là nhiều cửa hàng kinh doanh rất là nhộn nhịp. Và anh chị nhìn từ trên xuống á, thì thấy hai bên là nhà cửa san sát nhau hết rồi. Đó, xe cộ lưu thông cũng rất là nhiều, rất là thuận tiện cho việc kinh doanh buôn bán. Rồi ra phía trước là anh chị thấy phía trước mình cái đường cắt ngang đó chính là đường mặt tiền đường 23 tháng 10 anh chị à. Hiện tại ở đây là do trong thành phố gần dây điện rồi cho nên em phải bay cao. Đó, hướng tay trái là về ngay trung tâm thành phố Nha Trang mình là cách khoảng hơn 2 km là về ngay trung tâm thành phố. Và hướng bên phải là về Diên Khánh. Đó, mật độ xe cộ lưu thông rất là nhiều. Đó, thì nãy giờ em cũng như là em đã quay qua thì ít nhiều anh chị cũng đã hình dung được về căn nhà mà ngày hôm nay em Tâm muốn giới thiệu tới quý anh chị rồi đúng không ạ? Mặt tiền đường Cầu Bè rất là nhộn nhịp, sầm uất, ngay chỗ khu mua bán là gần quán cà phê rồi này nọ luôn. Vừa ở vừa tích hợp là có thể là kinh doanh, hoặc cái thứ hai là anh chị nào có ô tô là mình vẫn ở được. Đó, thì nó chỉ có một cái lỗ nhỏ là nó hơi bị tấp hậu thôi. Còn ngồi ra thì bù lại được ngang mặt tiền 10m rất là đẹp. Cho nên là rất là phù hợp mọi loại hình kinh doanh luôn anh chị à. Đó, anh chị nào có quan tâm tới căn nhà này thì hãy gọi cho Tâm với số điện thoại là 0899 0339. Em Tâm sẽ xin mời anh chị đi xem nhà thực tế và cũng như là hỗ trợ tư vấn pháp lý cho anh chị nếu anh chị quan tâm đến sản phẩm này ạ. À. Tâm biết ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi đoạn clip của Tâm. Tâm mến chúc quý anh chị luôn nhiều niềm vui, luôn nhiều sức khỏe và đặc biệt luôn thành công trong những thương vụ đầu tư của mình. Tâm yêu quý tất cả mọi người.